Đẹp lắm đấy nhá. Hôm nay cho người đẹp Quy Nhơn đi chùa Chi Lai nhá. Đấy, rất là đẹp luôn ở trên chùa Chi Lai. Trời hơi tối rồi đâm ra là quay nó không được đẹp lắm. Quay nó không được đẹp lắm. Đây bà cụ đã lấy một cái ghế bà cụ ra ngoài kia, bà cụ ngồi rồi nhá. Đã ngồi, đã có chai nước rồi à. Đâu ngoại giao nhanh thế, đã có một cái ghế có chai nước rồi. Hiện đặt cái nước là À, thế ghế à. đó sẵn đi ạ. Đây nhá, bà ngoại thì đã bỏ dép ra và đi làm ruộng nhá. Bà ngoại thì Không là nông dân chính hiệu nhá. Lá chanh thơm. Mẹ đây này, đây là cây chanh này. À, mẹ đang nghiên cứu vị thuốc. À, cây chanh thơm này. Ừ. Thơm quá. Bà đang Ừ. nghiên cứu các thuốc này. Ở đây là nó có mấy cái chuông gió đấy, cứ kinh con kinh con, cây bồng như này, trông cây bồng này, nghe rất hay. rồi cây bồng bây giờ đã sai chết chi rồi, bà bé Đây. này cái trồng bưởi chưa, một cây bồng này bao nhiêu quả này, rất nhiều quả xanh mình này, cứ gọi là của bưởi đấy, gọi bồng đó ha, nhiều bồng không bưởi như nhau cả. Quả này là quả tầng này, cây kia còn cây bồ đề nhá, hai đu đủ nó chín rồi. Đấy có cây kia cây bồ đề, cây kia là cây bồ đề. Đấy, cây chuông gió. Cái đấy cái không ai chuông nó trồng kêu, tự nó tạo ấy chứ. Cái gió nó kêu hay chưa, đây cây cái bồ chuông đề gió bác. Thì lớn. Người ta cây phải không mua bao cây giờ người có ta trồng, tạo. Người Hả? ta phải mua cây về đây để cây về bác trồng. Bác tưởng là chim không. Nó ăn nó rãi, tại bồ đề nó hay mọc tự nhiên lắm. Không. Ồ, bác vừa ngắt một cái lá chanh nó thơm ừ. vị nhỉ. Cây bồ đề này là siêu sao một này. Cái ông Phật. Ừ. Ông Phật là lại có hiu sao nữa này. Ông Phật ấy là à, bà cụ đang tập thể dục nhé mọi người nhé. Đây bà cụ đang vung tay vung chân đang tập thể dục nhé. Đấy đấy, từ xa đấy, thấy chưa, đấy đấy, tập thể dục đấy, bà cụ đang tập thể dục đấy. Ừ. Không được nói xấu nhá, không được nói xấu bà cụ nhá. Đang quay phim nhá, đang quay phim không được nói xấu nhá. Đấy, đang quay phim đấy.